kiều xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Tôi được biết rằng là viên uống kiều xuân chứa estrogen 100 kết hợp cùng với các tiền nội tiết tố nữ và est thì nó mang lại hiệu quả cao cũng như là an toàn cho phụ nữ khi mà kinh nguyệt không đều. Có thể dùng kéo dài mà không cần bác sĩ phải kê đơn. Vậy thì tôi có dùng được không và cách sử dụng của cái sản phẩm này như thế nào? Thí dụ như ở ở bạn thì... Hiền thì bạn đang ở tuổi tiền mãn kinh bạn có thể sử dụng dụng hai viên một ngày có thể phải kéo dài 3 đến 6 tháng tức là trong vòng 3 đến 6 tháng các em phải uống liên tục như vậy nó mới có tác dụng tốt còn tiếp tục sau đó thì các em có thể duy trì tùy có thể là xuống nếu mà như mình cảm thấy tốt thì mình có thể sử dụng duy trì một viên thế nói chung là cái cách sử dụng như vậy cũng đã hướng rất rất cụ thể ở trên cái 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 cách sử dụng của 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 hộp thuốc dạ yeah với sản phẩm Kiều Xuân vừa mới xuất hiện trong tình huống đó thì sản phẩm này có cái việc là hỗ trợ và bổ trợ cho những chị em phụ nữ rối loạn kinh nguyệt. Vâng. Ngoài ra nó còn có thể giúp những cái tình trạng gì của chị em phụ nữ không ạ? À? Mất kinh rối loạn kinh nguyệt là cái điều gây rất khó chịu cho chị em phụ nữ. Nhưng khi đã hỗ trợ được cái điều đó thì ngoài cái việc hỗ trợ cho kinh nguyệt của mình nó có thể là trở lại gần như bình thường. Thì ngoài ra nó còn có thể là ở đây bởi vì nó là estrogen 100 đấy nó có tác dụng hỗ trợ như là estrogen rồi là tiền nội tiết tố nữ là có thể thúc đẩy trong quá trình tạo progesterone trên nó làm cho cái quá trình nội tiết tố trong người mình có thể cân bằng thì nó có thể giảm đi những cái triệu chứng đặc biệt là ở những cái chị em mà phụ nữ rối loạn về tiền mãn kinh thì rất rõ tức là nó làm cho mình giảm đi những cái bốc hỏa giảm những cái triệu chứng về lo lắng rồi giảm giảm đi những cái về rối loạn vật mạnh tự dưng vã mồ hôi và từ đó cái sắc thái của mình tinh thần rồi cải thiện về cái độ trơn chu của da và như vậy thì người phụ nữ sẽ có một cái sắc mặt luôn luôn tươi vui và không còn cảm thấy cáu giận nữa thì từ đó cuộc sống gia đình nó sẽ rất là tốt thì từ cái việc đó nó có thể là làm cho mình dự phòng được một số những cái mà rối loạn mãn kinh cũng như là tiền mãn kinh gây ra ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 19001259 hoặc là 0896509509 để được tư vấn miễn phí.